Vâng, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ là 19 giờ 10 phút tối thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020. Ngày cuối cùng của tháng 11 và cũng là thời điểm cuối cùng mà bây giờ đang là 19 giờ 10 phút. Các bạn nhìn thấy là các bạn đang theo dõi chương trình dạy nguyên lý kế toán và lớp nhập môn kế toán của trường Kế toán Bắc Thành, có địa chỉ tại số nhà 51 phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Kế toán Bắc Thành là trường đã có kinh nghiệm hơn 20 năm chuyên dạy nghề kế toán để học viên sau khi học xong là có thể làm được việc ngay. Có rất nhiều các bạn học viên là chủ doanh nghiệp đến từ các hộ gia đình kinh doanh của chính doanh nghiệp nhà mình, mặc dù chưa một giờ được học qua về kế toán. Thậm chí là có những bạn chỉ mới học hết lớp 9 thôi cũng đã được học đào tạo thành nghề vững vàng tại trường Kế toán Bắc Thành. Hôm nay các bạn đang theo dõi chương trình dạy nguyên lý kế toán tại trường Kế toán Bắc Thành. Chương trình dạy nhập môn kế toán tại trường Kế toán Bắc Thành chỉ học trong vòng 8 buổi, tương ứng với các bạn sinh viên học trên trường, các bạn đang học từ những năm thứ 2 và thứ 3. Tại trường Kế toán Bắc Thành, phương pháp đào tạo, chương trình đào tạo tối ưu, có nghĩa là đã loại bỏ đi tất cả những cái rườm rà nhất của chương trình, chỉ đi vào điều cốt lõi của nghề nghiệp để chắt lọc các tinh hoa trong nghề nghiệp, làm sao để truyền tải tới cho các bạn những kiến thức và với thời gian ngắn nhất, chi phí hiệu quả nhất. Và trước mặt các bạn nhìn thấy đây, đây là những anh chị, những người đang rất là cần mẫn cho công cuộc tìm con chữ của mình để đi đến với nghề kế toán. Nếu như mà các bạn coi kế toán là một nghề thì nguyên lý kế toán là một nền móng. Nếu như mà nền móng phải thật là vững chắc thì tòa nhà mới vững chắc được. Đó, thì để khởi đầu với lại chương trình dạy nghề kế toán tại Bắc Thành thì các bạn đều phải bắt đầu với khóa nguyên lý kế toán. Khóa nguyên lý kế toán tại trường Kế toán Bắc Thành chỉ dạy trong vòng 8 buổi. Sau 8 buổi học là các bạn sẽ nắm vững được tất cả các nguyên lý căn bản đầu tiên của kế toán. Các anh chị chủ doanh nghiệp thì nếu như kể quản lý thì đầu tiên chỉ cần 8 buổi học này là đã có thể nắm vững được về nguyên lý kế toán, cách sử dụng tất cả các tài khoản trong doanh nghiệp để sau 8 buổi học mà các bạn có thể nắm vững được và định khoản hạch toán tốt được ạ. Các bạn nhìn thấy nha. Chương trình đào tạo tại trường Kế toán Bắc Thành luôn luôn đặt ra các vấn đề từ xin được cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự khóa học này. Các bạn thân mến, nếu như các bạn đang có định hướng để làm cho mình nghề kế toán nhưng vẫn loay hoay chưa biết làm thế nào để tìm ra con đường đến với kế toán giỏi thì các bạn có thể liên hệ với trường Kế toán Bắc Thành theo số điện thoại 0904766722 hoặc chat với Zalo theo số 0904766722 để được tư vấn về các khóa học cũng như là đăng ký về lịch học thử. Xin được chúc cho các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc, thành công. Xin chân thành cảm ơn cô giáo Kiều Mai và xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi livestream này. Hẹn gặp lại các bạn tại những livestream tiếp theo trên kênh Facebook Kế toán Bắc Thành. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.